Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai bị cách các chức vụ trong đảng. Video cúng dường tại chùa Ba Vàng bị yêu cầu gỡ xuống. Nhiều biến thể phụ mới của virus Omicron được phát hiện ở Việt Nam. Mỹ từ chối bản bình luận của các doanh nghiệp tủ cổ Việt Nam bị điều tra lẫn tránh thuế. Tiêu điểm nổi bật bánh tre bán hai chục dừa mới mua được tô hủ tiếu ông võ ngọc thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai bị cách chức phó bí thư tỉnh ủy gia lai các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020 đến năm 2025 và chức bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh gia lai hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021 đến năm 2026 truyền thông nhà nước loan tin ngày 16 tháng 8, dẫn quyết định vừa nêu của ban bí thư đưa ra trong cuộc họp cùng ngày dưới sự chủ trì của ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Quyết định cách chức đối với ông Võ Ngọc Thành được tiến hành sau khi có đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong cuộc họp vào hai ngày 10 và 11 tháng 8 vừa qua. Ngoài ông Thành, ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16 tháng 8, kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ, vào ngày 15 tháng 8 bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét biện pháp kỷ luật. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh rằng, ông Ninh Văn Chủ, trong cương vị bí thư đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, chủ nhiệm câu lạc bộ giám đốc CDC miền Bắc, phó chủ tịch hội y học dự phòng Việt Nam, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vì đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu quy mô lớn trước khi nghỉ hưu theo chế độ. Hành vi của ông Ninh Văn Chủ bị cho vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp Cơ quan chức năng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đề nghị lấy xuống đoạn video được cho là hoạt động cúng dường tại chùa Ba Vàng vì video đó có thể gây ảnh hưởng không tốt. Truyền thông nhà nước vào ngày 16 tháng 8 dẫn thông tin vừa nêu từ ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nơi chùa Ba Vàng tòa lạc. Ông Phạm Tuấn Đạt cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận vào ngày 7 tháng 8, tức là ngày 10 tháng 7 âm lịch vừa qua, Chùa Ba Vàng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Một hoạt động của buổi lễ là sớt bá cúng dường trong khuôn viên chùa. Số người tham dự lên đến chừng 10.000 người. Sau buổi lễ, đoạn video và hình ảnh trên mạng cho thấy hàng dài người xếp hàng hai bên có người quỳ để dân hoa và những vật phẩm khác cho vị sư dẫn đầu và đoàn chư tăng. Cộng đồng mạng dễ sống với những ý kiến và bình luận không đồng tình về hoạt động đó. Những biến thể phụ mới của virus Omicron như BA4, BA5, BA2, BA2.12.1 được phát hiện tại Việt Nam. Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế Việt Nam thông báo như vừa nêu ngày 16 tháng 8 và cảnh báo những biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh. Công văn khẩn của Cục Y tế Dự phòng gửi các sở y tế trong cả nước đề nghị giám đốc cơ quan này cần ra soát số liệu và báo cáo kịp thời, mục đích nhằm tránh tình trạng báo cáo bổ sung ca mắc mới với số lượng lớn khiến tình hình dịch không được phản ánh đúng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Gần đây, Việt Nam ghi nhận trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 ca mắc COVID-19 mới và đang có xu hướng tăng trở lại. Trong ngày 16 tháng 8, cơ quan y tế ghi nhận trên cả nước có 2.983 ca COVID-19 tăng 1.288 ca, đây là mức cao nhất trong vòng 96 ngày qua. Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa từ chối bản bình luận của 40 doanh nghiệp tủ bếp, tủ nhà tắm Việt Nam cho nội dung điều tra, xem xét phạm vi sản phẩm vì lý do nộp trễ. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa có công văn gửi đến Hiệp hội Thông tin này. Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2022, DOC đã khởi xướng điều tra, xem xét tổ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Mỹ, sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc, có thuộc phạm vi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng với sản phẩm tương tự của Trung Quốc hay không. Đây là đề nghị điều tra của Liên minh tủ bếp Mỹ, American Kitchen Cabinet Allies gửi đến DOC. Theo quy định của Mỹ, trong vòng 300 ngày kể từ khi khởi xướng điều tra lẫn tránh thuế, từ ngày 7 tháng 6, DOC phải ra kết luận cuối cùng của vụ việc, có thể gia hạn nhưng tổng thời gian không quá 365 ngày. À, hôm trước thì giá 5 000 cái, nay còn có 2 .000. Tại vì nghe nó không có bến, nó không có qua được. Chứ khẩu qua không được, nghe nó rớt giá. Nay chắc cũng có 4 tháng rồi. Như nhà vườn cũng chết luôn Cũng lâu rồi ạ, à. Cũng 4, 3 4 tháng rồi ạ à. Giá dừa tự tự sao Giảm quá trời Từ giá 80 tới 100 luôn cũng có Mà giờ hiện giờ còn có 30, 40, 20 cũng có Có chỗ không mua Thì vừa nay nếu mà lại lái lại nó mua gì, Mua nó làm hết đó thì 15 ngàn chục 12 trái Không có bán dừa lựa Đây, nè ba công gửi dừa dừa Trước giờ ở đây là phụ thuộc vào cây dừa thôi Dừa rớt giá liên tục, theo người trồng cho biết, vì thương lái không thu mua. Còn người thu mua thì cho rằng do Trung Quốc đóng cửa khẩu quá lâu nên dừa bị ứ đầu Và Trung Quốc nó bệnh sao nó đóng cửa hoài, nó không có mở ra nhà mình bán được. Chứ 10.000 bán là làm gì, chứ bán giá này lỗ. Năm nay mua nhiều là chết, lỗ nhiều lắm. Vợ của tôi vợ gụng lụm vô để đó, chung cũng được nhưng mà lây lất lắm về cái làng này mình mà, mà sống mà vật chất lẫn tinh thần thì thôi mệt quải lắm nếu mà được năm bảy chục cái trăm ngàn thì bẻ vô mua gạo mua được một giả hai giả gạo một chục dừa lại giờ giật xuống hết đó người ta mua là 15 lăm cuộc sống dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều tại vì ở đây chủ yếu là dừa không à người gặp khó khăn trong việc giá cả nó quá rẻ ảnh hưởng đến cuộc sống Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sản phẩm dừa đặc biệt là dừa trái lớn của Bến Tre hiện đang siết chặt việc nhập khẩu các loại nông sản, nên lượng dừa khô xuất khẩu sang thị trường này giảm gần 80%. Còn sản phẩm chỉ sơ dừa hầu như không xuất khẩu được. Nói chung là không dám tử đâu. Vì tử thì làm lỗ mà ăn giờ đang thất bát giờ không có làm không có đủ ăn mà càng ngày càng mua dừa nhập vô thì thua nó rẻ nhưng mà bán cũng không được xuất khẩu không được đi không được thì cơm dừa giờ hiện giờ trong các công ty thì nó nhập dừa vô nhưng mà đi không được thì làm làm cho có không có được cái gì hết vỏ dừa giờ cũng đâu chỉ dừa nè chỉ chỉ thứ dừa nè giờ có không bán được hai chục ngàn đồng mà có một trăm hai chục cái một xe tải vậy thường thường bán được triệu triệu mấy mà hiện bây giờ là bán có hai trăm mấy một xe tải vậy đó chỉ sơ dừa không đi được bây giờ đang làm ăn nhập dừa không dám nhập vô nhập vô ví dụ như công ty nó đầy quá nó đi không được thì nó không nhập của mình vô nữa rồi mình cũng chết luôn hiện cả người thu mua trong nước cho xuất khẩu lẫn nông dân trồng dừa đều than khổ cô thấy nhà vườn ta cũng chịu đựng đó. còn không có tiền thì người ta cũng bán đại chứ đâu có để neo được còn có 10 ngàn á 10 ngàn chục vườn á có công nhà thì còn được 25 ngàn phải có công nó vậy hết 15 ngàn nhà vườn còn có 10 ngàn còn 10 ngàn chục lấy gì ăn mười ăn được chưa được hai, hai chục vừa ăn mới được tố tiếu tại làm nay cũng có chục mười mấy năm rồi đó Hai chồng làm nghề này không mà giờ nói chung là khổ lắm bây giờ quả lắm thời gian này có con, cái con sâu gì đó nó ăn trái lá hết trơn rồi rốn ta bỏ hết dân mình giờ điêu đứng không biết cái nào là chính xác để sống hiện giờ sống thì nói chung là không không dám xài vừa mắt thì nó nói chung mà mình bán được thì nó đỡ vừa thì không có lợi nhiêu mà đi một chuyến vậy đổ xăng một xe lâu vậy đổ ba bốn trăm ngàn tiền xăng đi Cái ngày trời đâu có đủ đâu vậy đó chứ đâu có đổi được ngày gì nữa vừa lúc này thì mấy chủ kia sâu bọ còn của mình thì ít mà giờ giá vậy thì chú thấy khổ lắm cái vừa mình có nhiêu đó tháng giật có trăm mấy vừa hả giờ giá này chú thấy khó sống ơi căng lắm chú ơi sống mày khổ lắm có hai công mấy à nhưng mà lần điện câu thế kéo ngang qua vừa không có bao nhiêu á vài chục cây à lúc trước thì sáu bảy chục ngàn thì cũng trăm mấy dừa rồi vợ cũng nhiều dừa đó mà có ba chục ngàn chục nhà mà mướn hết trơn một người không đủ sống mà làm sao ăn cơm với đất rồi làm trên trời Để khổ lắm nó cháy đọt hết bán dừa cây đốn hơn nửa đường rồi đó tại vì lá nó gụi hết tất nhiên cây dừa đó lần lần nó cũng tiêu luôn thôi vậy đó ở đây giờ sung sướng gì đâu Mọi giờ ghé qua còn để trên cây tới lứa vừa rồi còn trên cây chứ chưa giật như là trần trời coi nó có nhích được một chút nào hôm á chứ giờ là tới tháng rồi giờ còn trên cây khô nhiều Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt Nữ Đài Á Châu Tự Giờ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.